thầy ơi. Và trước khi thay mặt cho hội Gala thì em xin được tại gia đình của Quy Tôn ta hay sắc rượu, sắc bia, đại sứ nước ngoài sẵn cho đúng ạ. Và xin nghiệm cái mời. Để không chờ lâu, tôi xin có một vài ý kiến như sau. Thứ nhất là xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả các anh chị em trong công ty cùng người thân. Tiếp theo xin cảm ơn phòng tổng hợp, đặc biệt là công đoàn. Mặc dù công ty chúng ta thì đã có thần bão, thần gió, thần rất nhiều thần rồi, và có một thần đứng cạnh tôi đây. Nhưng mà khi nghe đến cơn bão thần sống thì công ty cũng rất là lo lắng. Trước khi đi tôi chỉ có mong một cái điều rất nhỏ, đó là cố gắng có một trời nắng để chúng ta tắm biển. Nhưng đến giờ phút này chúng ta khẳng định rằng là thời tiết là hoàn toàn ủng hộ chúng ta. Và trong đó tôi đặc biệt cảm ơn anh Trần Hoàng Anh đã dùng cái sức mạnh của mình để đẩy gió về phía Trung Quốc. Và chính vì thế hôm nay chúng ta có một cái buổi Gala Dinner thật là ý nghĩa như này. Và xin cảm ơn công ty Đại Phong đã tổ chức cho chúng tôi rất là chu đáo và nhiệt tình. Hy vọng sang năm chúng tôi đi xa hơn, hoành tráng hơn, sẽ tiếp tục được phối hợp với cả công ty Đại Phong. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chúc mọi người một buổi tối.